Hey guys, welcome back. Chào mừng mọi người đến với channel của nhà đầu tư hiện tại. Mình là DTA đây. Ai, nhớ mọi người quá nhỉ, một tuần được gặp. Một số anh em nhắn tin bảo anh ơi sao không ra video. Em ngồi nhà em xem video của anh, xem đi xem lại. Bảo, anh bảo là anh có giao dịch đâu mà anh quay. Hôm nay anh mới giao dịch anh mới quay được chứ. Trời ơi, tuần vừa rồi mọi người thế nào? Mọi người giao dịch ổn không? Dịch giã thế nào? Mọi người ở khu vực, ở mọi nơi dịch giã ra sao? Ở đây của chúng ta có cặp EU đang cho tăng, nhưng mà mình kéo hơi kéo về một chút thì thấy hơi kéo về một chút thì thấy nó cũng đang có một cái khu vực kháng cự cũ ở đây. Ok, không sao, phá rồi, tốt thôi. Well, thế nào? Vai đầu vai này đang hình thành vai đầu vai nhá, đang hình thành vai đầu vai. Chúng ta sẽ canh canh giảm xuống vùng này nhá, đang hình thành vai đầu vai này, chúng ta sẽ canh giảm xuống vùng này. Ok, ở đây chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ có một mẫu là khu vực mô hình giá vai đầu vai nhá, vai này, đầu này, vai này, được chưa? Đó, ok. Sorry mọi người, mình đang bị dọa dày. Ở đây chúng ta đang có cái kháng cự ở khu vực này rồi. Xem nào, nến tiếp theo. Xem nào, nó đang chưa cho giảm ngay à? Thử về một phút xem như nào nhá. Rồi chúng ta sẽ canh sell. Chúng ta sẽ canh sell ở khu vực này, canh sell xuống. Nếu mà để đẹp nhất thì chúng ta sẽ phải chờ giá nó phá khu vực trendline này thì là sell đẹp nhất, nhưng chúng ta có thể sell được. Đó, kênh sell nhá, kênh sell nhá, đang cho chúng ta mô hình vai đầu vai. Ok, rồi thấy chưa, không kịp sell đây này. Cây shooting star đẹp như trong tranh như này này, trời đất ơi, ngay khu vực giá này không kịp sell. Ok, đang ở khu vực ở trên line, chờ xem sao, chờ nó hồi được lên một tí, không có hồi lên tí nào, không phá luôn à, phá luôn, tốt quá. Hôm nay mình sẽ đi lệnh nhỏ thôi, mình sẽ đi lệnh nhỏ vì tuần trước vừa ăn cũng khá khá rồi, thế nên là tuần này sẽ đi lệnh nhỏ. Ôi dồi ôi, sao mới bật à, bật lại thế. Hay, chờ xem có phá được cái trên này không. Hôm nay vui quá, hôm nay vui quá, mọi người hôm nay bao nhiêu, hôm nay nhiều bài của mọi người đăng, hôm nay đang giao dịch tốt thật. Cả một số anh em ngại không đăng và nhắn tin riêng nữa, cũng báo cáo hôm nay giao dịch tốt, ăn đậm, ăn nhiều. Mọi người có thể lên trên nhóm nhà đầu tư tiền tệ IQ Option Việt Nam, thấy chưa, đó, để mọi người xem nhá. Hoan nghênh mọi người đến với nhóm, do một lệnh này rồi. Well, shooting star nhưng mà đang ở khu vực trên line, thế nên là chúng ta sẽ không giao dịch được. Chờ nhá, chờ phá nhá, chờ phá hoặc là chờ sóng hồi này, chờ phá hoặc chờ sóng hồi, chờ sóng hồi đến khu vực trên này, trên này. Ồ, đang muốn xuống à? Ồ, 99% đẹp quá.
Nào, xem sao nhá. Trên này phải là trên này không này. Năm mười quá, phá đấy, phá đấy, hay quá. Vai đầu vai. No. Chưa rõ ràng nhé, phá chưa rõ ràng, chưa vào xem thêm được, ai vào thì vào thôi, mình không dám vào chỗ này. Kể cả mọi người vào xem chỗ này, mọi người win thì tốt mà, chúc mừng mọi người thôi, không sao cả. Mình không dám vào. Xem nào, có thể đi một lệnh. Có thể có một điểm ấy này, có thể có điểm hồi lên để double sell này. Điểm hồi bây giờ có được chứ, điểm hồi tí nữa mới hồi là chết dở đấy. Lực bán không mạnh lắm nhỉ, chết rồi. Lực bán không mạnh lắm nhỉ. Lực bán không mạnh lắm. Rồi. Ơi. Ơi. Tí gọi nhá. Anh đang giao dịch trực tiếp, anh giao dịch live. Nghe nhá. Em giao dịch lâu chưa? Đang giao dịch thôi nhá, tí gọi, Nhá nhá. Nhá. Tiếp này. Chỗ này vào hơi nguy hiểm nhá, vì đang ở khu vực hỗ trợ này. Được chưa? Vào hơi nguy hiểm đấy. Ui dồi, không kịp rồi. Chỗ đó không hỗ trợ và hơi nguy hiểm nha. Đó, bảo mà. Nó lên khu vực trên này thì lại sell xuống tiếp được này. Lên khu vực trên này sell xuống tiếp được nhá. Lót nhá. Đánh cho cố. Lệnh này mình không dám vào. Lệnh này mình không dám vào. Xem nào.
Ổn phá luôn kìa. Trời ơi sao lại phí như vậy. Từ nhá để check khu vực. Ồ cũng đang khu vực hỗ trợ đấy. Cũng là không có chọn nên là vào sale ở chỗ này là cũng hơi ấy quá, cũng hơi 50 quá, 50 quá nên là thôi an toàn. Chỗ này hơi ngược này, xuất hiện một cái búa này nhưng mà khối lượng thì lại lớn này đó, khối lượng này khối lượng màu màu đỏ lớn này, nhưng mà trên lại là xuất hiện búa này, búa thể hiện tăng. Nó hơi ngược nhau một tí thì sẽ khó giao dịch. Ồ, xuống rồi, lại lên à? Chờ lên tí đi xong, vào lại. Ok. Dìu thế nhỉ? Sập dìu quá, sập dìu quá. Sập dìu này. Hôm nay đúng là chuỗi ngày đẹp của khác, chuỗi ngày giao dịch đẹp thứ ba, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và đẹp nhất là thứ ba, thứ tư và đẹp nhất, được chưa? Đó. Hôm nay mình cũng chỉ giao dịch một vài lệnh ngày thôi, vì tuần trước là mình cũng ăn cũng nhiều nhiều rồi, thế nên là tuần này mình sẽ không giao dịch nhiều. Nếu hôm nay mọi người đăng bài nhiều quá nên chắc thị trường đẹp nên mình cũng phải nhảy vào, mình phải phải kiếm tí luôn, được chưa? Rồi. Còn có 7 giây 6 giây thế thôi, chắc là vậy, chắc là này chắc cũng sẽ win thôi, được chưa? Chúc mọi người có một tuần giao dịch thắng lợi nhá, nhớ chuỗi ngày giao dịch đẹp 2 3 4 5. Hôm nay là thứ ba thì ngay chúng ta sẽ còn từ bây giờ đến thứ tư và thứ năm là mai và ngày kia nữa là rất đẹp, còn là thứ sáu thôi chúng ta nghỉ ngơi, thứ bảy thì có thể giao dịch OTC, thứ bảy chắc chắn OTC không thì tùy mọi người nhá, được chưa? Mọi thông tin liên hệ mọi người hãy liên hệ cho mình theo Facebook hoặc là cái YouTube này luôn, được chưa? Mọi người chỉ cần gõ từ khóa là IQ Option Việt Nam nhà đầu tư tiền tệ thì sẽ luôn ra các cái thông tin, được chưa? Trên Facebook thì sẽ có nhóm là IQ Option Việt Nam nhà đầu tư tiền tệ và fanpage cũng là IQ Option Việt Nam nhà đầu tư tiền tệ và nick cá nhân riêng của mình là DTA, được chưa? Đó. Chúc mọi người có một buổi tối tốt lành, vui vẻ. Và mọi người chúc mọi người ngủ ngon. Ai còn giao dịch thì mọi người giao dịch thắng lợi nhá. Bye bye mọi người.